น้ำใจแบบท่องมันมีแบบว่าท่องคืนเงินตอนนี้คงไม่ยากบ่ไหวใช่ไหมท่องใช่บ่ก่อนนะเออที่ก่อนที่ก็ตัดเองก่อนเลยบ่ก่อนเลยที่มันอยู่ครับแม่ชื่อที่ท่องใช่แม่ก่อนฉันรู้เขาตรงชื่อแบบท่องใช่ตรงชื่อแบบท่องใช่ร้อยเงี้ยว่าจีบแต่ช่วงเงี้ยแล้วบาดเดือดปวดช่วงยืนแล้วบาดโซ่บาดโซ่เข้าเลยแก่ช่วงเงี้ยมองตาไม่ดีมีมาช่วยเขาขับเลยเดี๋ยวจะทำเขาขับเลยเออมองตาเลยสักแก่ช่วงเงี้ยคนที่ของที่เมื่อยมทุ่งตื้อว่าเราเลยคนที่บอกเลยนะทีเขาเขาบอกคนนะมีเราหน้าเดียวไม่น้ำมือที่ก้อยช่วยเหลือแต่คนในที่ก่อนคนที่จะbị gan mỏ họ truyền máu cũng là con bị liệt con không biết thì họ hỏi là truyền máu gì thì con bảo là con không có biết nửa tháng con mới chảy thì con không biết là truyền máu gì thì bác sĩ bảo con là bà bây giờ máu họ truyền không thật máu con bị gan nóng rất nhiều mà con hôm thứ tư là con gái con là gọi điện cho ta là cầu nguyện cho con là hôm ấy là con không có đi được vì giờ con chỉ có nhờ bà Chúa với lại cha với cộng đoàn cầu nguyện cho con chứ còn bây giờ còn nhiều bệnh lắm và hôm nay là con đưa cái chị này vào bên Phật giáo để là nên con tên gì con tên là Môn Nga con tên gì rồi con đạo gì? Con bên nương và đạo Phật rồi ý là mấy chị ở học bên đấy bạn có chúa thương xót nên là con nên ý là có nhiều bạn lắm rồi con nên là chúa thương xót con được chưa được khỏi bệnh gì? Con bây giờ bệnh đại tràng mà con đi bác sĩ mà phương nàng có nhiều lắm rồi mà con không khỏi được đâu và nên là mấy chị bảo là bên thầy là có chúa thương xót thì con lên nhờ thầy chúa thương xót thì giúp đỡ cho con bạn chị con biết mà như có được cái gì nữa con thì bây giờ thì nhờ cha với cộng đoàn phải cầu nguyện cho con đến chúa để con thấy ngày nào thì con cảm ơn chúa là đấy rồi bà có biết là bà đã không đi được bà đã nằm liệt giường cả hai tuần rồi bây giờ chúa đã cứu bà đứng ở đây và nói và chia sẻ và đã nhận ơn của chúa chưa cha con nói là có ơn bà đã nhận ra đó là ơn của chúa chưa chưa cha là con nhờ thầy chúa con mới phải hạn được chứ còn con nếu như mà con được bác sĩ mà con được chỉ có ông giê xu mới chữa được bà thì còn bây giờ là tôi chữa chỉ có bớt bệnh thì chứ còn không khỏi được phải bên trái Chúa, đứng đầu. Đấy, còn kia bên trái Chúa, bên phải bên trái Chúa. Phải bên phải. Bên phải bên phố. Còn con có đứng đâu? Con có đứng bên phải bên trái của Chúa. Đứng bên phải. Còn con đứng bên trái không? Còn đứng bên trái Chúa không? Tất cả chúng ta đều là những con người tội lỗi, yếu đuối, bệnh tật như là có đạo hay là bên lương như cô bé này nói là những con người tội lỗi và bệnh tật thân xác cũng như tâm hồn được Chúa cứu, được Chúa chữa, con có thấy con được Chúa chữa được không? Khỏe đến bây giờ có thấy là con được ơn của Chúa chưa? Vâng ạ, con được chỉ cần như vậy thôi. Tại vì những người bên trái thì người bên phải họ có đạo không? Đứng lên bên Chúa, ngoài có đạo không? Đó là hai tên gì? Hai tên gì? Cho hai tên đại gia, đại ác mà phải bị treo tử hình trên thập giá. Cho nên chẳng có thằng nào đạo đức tốt lành gì cả. Nhưng mà điều quan trọng là dù là có đạo hay không có đạo, dù là bên phải hay bên trái, điều quan trọng là lạy Thầy xin thương xót con. Lạy Chúa xin thương xót con. Có thể cô bé này cô gọi Chúa là Thầy, có được không? Được rồi.
con nói đi lạy thầy thế này Chúa xin thương xót con nhiều như Chúa con nói con xin Chúa thương xót con thầy nói chuyện là con xin Chúa thương xót con thì thế kiểu sau đó thì chị em thường chúng ta cầu nguyện với Chúa thương xót con lòng tin gì cả, tại vì mình cứ khóc cứ lo cứ sợ cái là Chúa chưa thông, còn đây một cái này lời chứa thì chỉ cần sắc quan thôi, có tao thích mày nên mày vui tao thích, tao thích cái con, nha, ta tặng con cái máy 578 này, cái con về, nha. Cảm ơn thầy ạ. Ôi, kết sắp gì nữa mà. Rồi, ông trộm cái trái đó, ông trộm.